Hello, xin chào các bạn nha. Đây mình đã phát hiện một con kỳ nhông đang phơi nắng này các bạn. Da đã ửng đỏ lên rồi, đó rất là tuyệt vời rồi. Đây để giảm bớt trùng thì mình sẽ không zoom xa này. Mình sẽ tiếp cận gần và để quay đó. Nó đang sợ nên nó đã đổi màu rồi các bạn. Đúng các bạn, các bạn thấy từ lúc quay đến giờ nó đã nhạt màu cam một xíu đúng không ạ? Đó. Này đuôi cũng bị cột này các bạn. Nhưng mà đây các bạn thấy cái độ sừng sỏ nó rất là hoành tráng đúng không các bạn. Đây. Con này là con đực này các bạn. Màu cam nhạt, nhưng mà nó nhạt dần nữa. Khi nó sợ thì nó sẽ đổi thành màu xám xám các bạn. Ngụy trang với môi trường xung quanh. Đấy. Nó lụng trốn đấy các bạn. Trốn nó không được này rồi. Đây các bạn có thể thấy là đuôi nó gọn chân nó này đó. Trở lên đây đó, ở vị trí rất là đặc biệt đấy các bạn. Ở đây, thôi mình không quay nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào.